Phi hành gia Mark và 5 đồng đội đang thu thập mẫu vật trên sao hỏa. Lúc họ làm việc cho đến ngày 18 theo ngày trên sao hỏa thì nhận được cảnh báo khẩn cấp mưa bão. Hệ thống hiển thị lực gió lần này đã vượt quá giới hạn của họ. Vì vấn đề an toàn, đội trưởng Lewis quyết định kết thúc nhiệm vụ trước và trở về trái đất. Nhưng chưa đợi họ đến vị trí máy bay, ngoài trời đã đen kịt, cát bụi bay mất hút. Lúc mọi người gian nan đi về phía trước, Mark không may bị mảnh vỡ máy bay đụng trúng và biến mất. Hệ thống phát hiện bộ đồ phi hành gia của Mark đã bị hỏng. Họ không thể sống sót qua một phút với tình thế áp lực, mà lúc này, gió bão quá mạnh, máy bay đã bị nghiêng, nếu không cất cánh thì tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, mọi người đành ôm niềm đau đớn và bỏ lại Mark rồi lên máy bay. Sau đó họ ngồi con tàu vũ trụ Hermes bay trở về trái đất. Ngay sau đó, Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ đã công bố tin tức về cái chết của Mark với giới truyền thông, nhưng khiến mọi người không ngờ rằng Mark tỉnh lại. Hóa ra anh bị một mảnh vỡ anten đâm vào, mà anten và máu lại chặn lỗ hổng trên bộ đồ phi hành gia của anh. Như vậy anh mới may mắn sống sót. Mark lảo đảo quay trở về khoang cư trú của căn cứ. Anh nhịn đau đớn xử lý vết thương trên người. Chuyện tiếp theo chào đón Mark là làm thế nào để sống tiếp trên hành tinh này. Anh lúc này không thể liên lạc được với cơ quan không gian, mà nhiệm vụ bay của người lái tiếp theo phải đợi 4 năm sau. Mark kiểm kê lương thực trong căn cứ. Trong trường hợp thức ăn bị hạn chế cũng chỉ có thể duy trì 400 ngày. Lúc Mark tìm được một túi khoai tây trong nhà bếp, anh quyết định dùng kiến thức thực vật học của mình trồng đủ loại lương thực trong 3 năm trên hành tinh cằn cỗi này. Đã nói là làm, anh vận chuyển đất trên sao hỏa vào căn cứ, sau đó trộn một lượng đất và phân làm phân bón rồi bắt đầu trồng khoai tây. Rất nhanh, Mark đã tạo ra được 126 m² đất, nhưng nếu không đủ nước thì khoai tây không thể phát triển. Mark phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều nước hơn, vì thế anh lấy hydrazin chưa dùng hết từ dưới máy bay, lại tách hydro từ hydrazin ra bằng chất xúc tác, sau đó trộn hydro với oxy và đốt cháy chúng để tạo ra nước. Ai ngờ thí nghiệm đầu tiên của anh bị luồng không khí của vụ nổ hất anh ra xa. Có điều anh nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Lần thứ hai thí nghiệm rất thuận lợi, có nước rồi, khoai tây được tưới rất tốt. Không lâu sau, cây giống khoai tây đầu tiên mọc ra từ sao hỏa. Mark vươn tay ra chạm vào, cảm nhận sự sống lâu nay. Điều này cũng kích thích thêm động lực sống tiếp của anh. Trên trái đất, cơ quan không gian vừa tổ chức tang lễ cho Mark xong, thì một nhân viên trong trung tâm chỉ huy vô tình phát hiện Mark có khả năng còn sống, bởi vì có thể nhìn thấy các tấm pin mặt trời trong căn cứ đã được làm sạch từ hình ảnh vệ tinh. Vị trí chiếc rover 2 ban đầu được đặt ở bên ngoài để sạc pin cũng từng bị di chuyển. Phát hiện này khiến mọi người đều kinh ngạc, nhưng cục trưởng không hy vọng chuyện Mark còn sống nói cho các đội viên trên tàu vũ trụ, bởi vì họ còn 10 tháng nữa mới có thể trở về trái đất. Chuyến bay vào vũ trụ rất nguy hiểm, đội viên phải duy trì sự cảnh giác và không bị quấy nhiễu. Sau khi cục trưởng công bố tin tức Mark vẫn còn sống với giới truyền thông, mọi người đều rất lo lắng cho sự sống còn của Mark. Ngoài việc không có đủ đồ ăn, chỉ nỗi cô đơn khi bị lãng quên thôi cũng đủ tan nát cõi lòng rồi. Mà Mark lúc này vừa nghe nhạc disco do đội trưởng để lại, vừa phàn nàn sao gu âm nhạc của đội trưởng tệ quá vậy. Mark liên tục tìm cách tự lực cánh sinh. Anh biết vị trí tiếp theo bay vào sao hỏa 4 năm sau cách nơi này 3.200 km, cho nên anh phải đến đó lúc nhóm phi hành gia tiếp theo đáp xuống. Nhưng vấn đề khó khăn bây giờ là phương tiện giao thông. Mark bắt đầu nghĩ cách sửa đổi xe rover. Một chiếc xe rover với tình trạng pin được sạc đầy có thể di chuyển tới 35 km là xa nhất. Vì thế anh lắp pin từ hai chiếc xe này vào một xe. Như vậy tuổi thọ của pin sẽ kéo dài gấp đôi. Nhưng kiên quyết là anh không được dùng lò sưởi, nếu anh không dùng thì đến đêm sẽ bị chết cóng. Mark đành tạm dừng thực nghiệm trở về căn cứ, suy nghĩ lại và giải quyết vấn đề tản nhiệt. Rất nhanh, anh nghĩ ra một cách, mặc dù nguy hiểm nhưng đáng để thử một lần. Anh đến nơi cắm lá cờ nguy hiểm, đào một máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ ra. Nó đã tạo ra nhiệt bằng cách phân rã đồng vị phóng xạ. Mark muốn làm là bảo đảm vỏ ngoài của nó không bị tổn hại. Như này có thể làm giảm tác hại của bức xạ đối với cơ thể con người. Sau khi giải quyết được vấn đề, Mark vui mừng vì sự thông minh của mình. Trên trái đất, cơ quan không gian chuẩn bị bổ sung vật tư cho Mark. Còn khoai tây mà Mark trồng cũng một vụ bội thu. Anh cẩn thận trồng lại những quả nhỏ, quả to thì dự trữ làm thức ăn. Cho dù đã giải quyết được vấn đề lương thực nhưng liên hệ được với cơ quan không gian mới có hy vọng rời khỏi sao hỏa. Mark nhớ đến tàu thám hiểm sao hỏa đã mất liên lạc vào năm 1997. Có lẽ có thể liên lạc được với cơ quan không gian bằng thiết bị này. Vì thế anh đi tới vị trí mất liên lạc để tìm kiếm. Venka ở trong trung tâm chỉ huy nhìn thấy Mark thay đổi lộ trình của mình. Sau khi anh kiểm tra bản đồ sao hỏa, lập tức hiểu ra ý định của Mark. Mark quả nhiên đào được Pathfinder tại địa điểm mất liên lạc. Anh mang Pathfinder trở về căn cứ, kết nối tín hiệu thì khởi động thành công. Sau khi kết nối tín hiệu, Venka bảo nhân viên viễn thám Pathfinder bên cạnh Mark. Pathfinder đã truyền thông tin hình ảnh mà Mark bày ra chuyển về trái đất bằng cách xoay camera. Sau khi anh nhận được câu trả lời từ trái đất thì vô
vô cùng vui vẻ, nhưng cách giao tiếp này rất chậm và không chính xác. Vì thế, Mark lại nghĩ đến việc sử dụng hệ thập lục phân để đối thoại. Nhân viên ở trái đất hiểu dụng ý của anh, thì lập tức chế tạo ra cách giao tiếp y hệt như vậy. Sau khi hai bên đều tiến hành đối thoại phức tạp hơn, nhân viên hướng dẫn Mark kết nối dữ liệu rover và Pathfinder với nhau. Như vậy, họ có thể liên hệ trực tiếp qua băng tần phát sóng. Venka nói với Mark, họ biết được anh còn sống sót là ngày thứ 54 theo ngày sao hỏa. Bây giờ họ đang đẩy mạnh kế hoạch giải cứu. Mark nhìn thấy tin tức này thì vô cùng kích động. Nhưng sau khi anh biết các đồng đội vẫn không biết anh còn sống thì vô cùng tức giận. Lúc này, đồng đội của Mark ngồi tàu thám hiểm Hermes đã rời khỏi sao hỏa 4 tháng rồi. Họ cuối cùng cũng nhận được tin tức Mark còn sống. Mọi người vô cùng vui vẻ nhưng lại tự trách trong lòng. Đặc biệt là đội trưởng Louis. Cô cảm thấy mình đã vứt bỏ Mark, mà Mark lúc này lại chơi vui vẻ trên sao hỏa. Từ sau khi liên hệ được với cơ quan không gian, anh liên tục tạo dáng chụp ảnh trong vườn khoai tây, để mọi người trên trái đất thấy được thành quả của anh. Mark tự xưng mình là nhà thực vật học xuất sắc nhất trên sao hỏa. Hơn nữa, sao hỏa đã trở thành thuộc địa của anh. Tính cách lạc quan hài hước của Mark khiến anh sống sót qua thời kỳ khó khăn nhất. Thế nhưng, lúc Mark đang tràn đầy hy vọng, tối hôm đó, cánh cửa khóa khí trong căn cứ phát nổ, Mark lập tức băng vết nứt trên mũ bảo hiểm mới tránh thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nhưng khoai tây sắp thành củ đều bị đóng băng hết. Anh ngồi trong tàu thám hiểm và lại rơi vào tuyệt vọng. Sau khi trời sáng, Mark vực dậy tinh thần và sửa chữa khoang cư trú. Nhưng do tất cả các sinh vật trong đất đều chết vì lạnh, anh không thể trồng lại khoai tây nữa. Bây giờ khoai tây anh có thể ăn cũng không còn lại bao nhiêu. Sau khi cơ quan không gian biết tin này, để tranh thủ thời gian giải cứu, họ liên tục rút ngắn thời gian giao thực phẩm bổ sung. Thậm chí bỏ qua các quy trình kiểm tra và thử nghiệm, rất nhanh, tên lửa chứa đầy đồ tiếp tế đã được phóng lên trời. Lúc các nhân viên đang vui vẻ thì số liệu tên lửa khác thường xảy ra phát nổ. Mark biết được tin này suy sụp ngồi bệt trên hành tinh cằn cỗi này. Bao lâu nay đây là lần đầu tiên anh rơi vào tuyệt vọng tột cùng. Thậm chí anh còn nhớ đến di ngôn mà anh bảo đội trưởng chuyển lời tới cha mẹ mình. Cục quản lý vũ trụ quốc gia Trung Quốc xem tin tức nước Mỹ phóng tên lửa bổ sung đồ tiếp tế thất bại, đã dứt khoát giúp đỡ một tay, mượn thiết bị boost thần mặt trời và hợp tác với không gian để câu thời gian giải cứu Mark trên sao hỏa. Lúc này, Rick từ khoa khí động học liên hành tinh đưa ra một phương án giải cứu. Lúc này, tàu thám hiểm Hermes đang bước vào trạng thái giảm tốc để đi vào quỹ đạo trái đất, và Rick đề nghị để tàu Hermes tăng tốc và điều chỉnh đường bay, trực tiếp tiến hành cập bến với tên lửa bổ sung đồ tiếp tế hiệu thần mặt trời. Sau đó tàu thám hiểm Hermes nhận được đồ tiếp tế có thể tăng tốc bay tới sao hỏa. Bên Mark lại dùng phi hành khí đi vào quỹ đạo và cập bến với tàu Hermes rồi trở về trái đất. Như vậy, Mark chỉ cần kiên trì 200 ngày là được. Cục trưởng cho rằng nếu đồng ý phương án này, phi hành gia trên tàu Hermes phải bay hơn 533 ngày so với kế hoạch, mà một khi có sai sót thì cả năm phi hành gia trên tàu vũ trụ sẽ gặp nạn. Ông không muốn năm người mạo hiểm vì một người, cho nên cục trưởng vẫn yêu cầu thực hiện phương án bổ sung đồ tiếp tế cho Mark bằng tên lửa. Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, chủ quản nhiệm vụ của tàu Hermes lặng lẽ gửi phương án giải cứu Mark cho các đồng đội trên tàu vũ trụ để họ tự đưa ra quyết định. Đội trưởng Louis lần này không được ra mệnh lệnh, buộc phải nghe ý kiến của mọi người, bởi vì phương án này trái với quyết định của cơ quan không gian quốc gia. Sau vụ việc này có thể ra tòa án quân sự. Ngoài việc này ra, nếu thao tác thất bại, mọi người đều sẽ mất mạng. Cho dù con đường phía trước không lường trước được, nhưng mọi người vẫn nhất trí quyết định bay trở về giải cứu Mark. Sau đó, họ xâm nhập vào hệ thống điều hành từ xa của con tàu, điều chỉnh hành trình của tàu vũ trụ mà không được cho phép. Cơ quan không gian nhìn thấy không thể thay đổi sự thực, chỉ đành để Hermes bay trở lại sao hỏa. Mark nhận được thông tin thì bắt đầu sửa chữa xe rover. Anh nối chiếc xe kéo ở phía sau và mang theo những đồ dùng để duy trì mạng sống. Bên này, tàu Hermes ở trong không trung tiếp nhận được tên lửa hiệu thần mặt trời gửi đồ tiếp tế tới. Mark cũng lái xe rover đến vị trí của máy bay Ares-4. Mỗi khi lái xe 4 tiếng thì anh sẽ đặt tấm pin mặt trường xuống để sạc tiếp. Lúc sạc điện thì anh dựa vào bên cạnh xe để nghỉ ngơi. Trải qua hành trình dài đằng đẵng, Mark cuối cùng cũng đến vị trí của phi hành khí. Tiếp theo anh phải tháo bỏ hầu hết các thiết bị của phi hành khí ra, bởi vì Hermes không thể trực tiếp bay vào quỹ đạo sao hỏa tiến hành chặn đường, nếu không họ không đủ nhiên liệu để bay trở về. Mà phi hành khí của Mark sắp đến quỹ đạo của sao hỏa, buộc phải bay rất nhanh. Điều này đòi hỏi phi hành khí phải đủ nhẹ mới được. Điều này cũng nghĩa là Mark phải ở trong một con tàu vũ trụ mở phóng lên trời. Mặc dù cách làm này rất điên rồ, nhưng cũng là hy vọng duy nhất để Mark nhanh chóng trở về trái đất. Thời khắc quan trọng giải cứu Mark sắp đến gần, mọi người trên trái đất đều đang xem truyền hình trực tiếp. Lúc Mark ngồi trên phi hành khí nhận được thông tin của đội trưởng thì rơi những giọt nước mắt xúc động. Mọi thứ đã sẵn sàng, Mark ngồi trên phi hành khí bay lên trời.
Trong quá trình bay lên, anh đã bất tỉnh vì ảnh hưởng bởi trọng lực. Lúc này, đồng đội trên tàu vũ trụ phát hiện, do vấn đề về độ cao nên phạm vi đánh chặn quá lớn. Đội trưởng đành phải điều chỉnh độ cao của tàu vũ trụ để thu hẹp phạm vi ngăn chặn. Như này mặc dù sửa được phạm vi đánh chặn, nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ đánh chặn quá nhanh. Cuối cùng đội trưởng quyết định cho nổ tung phòng kín gió phía trước đầu tàu, lợi dụng lực đẩy ngược tạo ra từ việc phá hỏng khóa khí khiến con tàu chậm lại. Lúc tốc độ giảm xuống phạm vi có thể kiểm soát, đội trưởng mặc bộ đồ phi hành ra, buộc chặt dây và vào không gian để chuẩn bị ngăn chặn Mark. Nhưng lúc này hệ thống hiển thị phạm vi ngăn chặn là 312m, mà dây thừng trên người đội trưởng chỉ có 214m. Mark tỉnh lại biết được tin tức này thì dứt khoát chọc một lỗ trên găng tay của bộ đồ phi hành ra. Anh lợi dụng không khí bị rò rỉ làm cánh quạt biến thành Iron Man và bay thẳng về phía đội trưởng. Trong khoảnh khắc chạm qua nhau, Mark vội kéo chặt sợi dây thừng ở phía sau đội trưởng. Hai người kéo sợi dây và xoay tròn trong không trung, chậm rãi đến gần đối phương. Lúc họ bắt được cơ thể của đối phương thì đã ôm nhau và bật khóc. Tin tức đã giải cứu Mark thành công khiến mọi người trên khắp thế giới đều vui mừng. Dù sao trải qua những khó khăn không kể xiết, Mark và đồng đội cùng nhau lên đường trở về trái đất. Sau khi trở lại trái đất, Mark nhìn thấy một mầm cây mọc lên từ mặt đất thì cảm khái. Chỉ có trải qua mới cảm nhận được sức sống của thực vật đã mang lại hy vọng sống sót cho con người. Tôi phải học hành chăm chỉ, nếu không sau này đến sao hỏa không sống nổi mất. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn thích thì đừng quên like và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.